Đào Duy. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin được nói lời cảm ơn chân thành đến nhà hàng Naturen cho lá gan khỏe đã tạo điều kiện cho Diễm Loan đi học vừa rồi. Và thưa quý vị, ngày mới là ngày 30 tháng Chạp. Ngày mai sẽ có rất nhiều những thông tin vui mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Vậy nên quý vị hãy nhớ là bật TV lên vào lúc 17:35 ngày mai, ngày 30 tháng Chạp. Và sẽ có những thông tin gì đây? Mời quý vị cùng theo dõi với chúng tôi. Với nhiều người, một năm có thể xa nhau vì cuộc sống mưu sinh. Nhưng ngày Tết cổ truyền nhất định phải trở về sum họp với gia đình. Tuy nhiên, vẫn có những người vì hoàn cảnh nhiều lý do mà không thể trở về quê hương đón Tết. Câu chuyện xúc động này sẽ được nghệ sĩ Thúy Nga cùng MC nghệ sĩ Cát Tường gửi đến quý khán giả trong chuyên mục Ghế Nóng, được phát sóng trên HTV9. Mỗi km trên giờ vượt quá tốc độ quy định đều dẫn đến nguy cơ gây tai nạn chết người cao hơn 5%. Nếu người lái xe chạy xe đúng tốc độ 50 km/h, tai nạn đã không xảy ra, bà mẹ còn sống và đứa trẻ đã không mất mẹ. Bạn lái xe càng nhanh, hậu quả càng nghiêm trọng. Hãy tuân thủ tốc độ quy định. Lộc đầy như ý, khai xuân đón lộc, khuyến mãi ngập tràn. HTV Cup tặng bạn thật nhiều quà ý nghĩa dịp Tết Mậu Tuất này. Mừng năm mới, hái lộc đầu xuân, nhận ngay phiếu mua sắm HTV Cup trị giá 50.000 đồng. Ưu đãi mua sắm, thả gà đón Tết. Sóc còn nửa giá, mua một được hai. HTV Cup đón xuân sum vầy, lộc đầy như ý. Không đắn đo, yêu ta quên bao nỗi lo, yêu đi dấu cho thế nào.